2020. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với kênh đặc biệt của mình ngày hôm nay. Do những tuần trước là mình không quay được, bởi vì do tình hình không có được suôn sẻ, đúng không? Tại vì tình hình thế giới này không được ổn cho lắm. Với lại là do những tuần đó là mình hơi bận, cho nên mình không thể nào mà stream được ha. Thì rồi thì hôm nay thì hết tình hình cập nhật hôm nay thì hiện tại thì channel của mình đã được 62 subscribe, ok. Yeah, tổng cộng các video mình quay là tổng cộng là 30 video, hơn 30 là 30 video. 30 video, ok. Ok. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về hai phần. Thì phần đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về cái kênh mình mình thường xuyên là mình không có thể nào mà quay cho mọi người. Thì cái này là gọi là kênh công cộng á. Ok. Thì first, this is channel of me, Dean Discord. Yes, it's here. Ok, thì đây là cái phần mà dấu hiệu Discord của mình đây. Thì mình đã có tham gia vào đây và mình đã tạo một kênh trò chuyện riêng biệt đó. Thì mọi người có thể sẽ vào đây nói chuyện với mình ha. Thì đây, nếu mà anyone muốn talk with me, nếu mà một người muốn nói chuyện với mình thì các bạn có thể xem ở dưới phần description và thấy cái mục Discord của mình ở dưới và các bạn hãy click vào. Ok, đây thì mình giới thiệu cho mọi người, đây là cái kênh của mình đầu tiên. Đây thì đây những là những cái kênh mà mình đã introduction to anyone, đó là mình đã giới thiệu đến tất cả mọi người. Bởi vì những tuần trước là mình bận về việc talking with everyone in here, đó là mình đã bận về việc trò chuyện với cả mọi người ở đây. Ok, thì hôm nay thì mình có tạo một kênh của mình nè, nhưng mà mình có một điều đặc biệt là I don't a bot, là mình không có sử dụng bot ở đây. Bởi vì bot, nếu mà mình xài bot vào đây thì nó có thể sẽ cảm thấy it's very hard, very hard, là hơi bị khó căng thẳng chút đó. Là do sao? Là do có bot vào nên nó sẽ bắt đầu căng thẳng và có cái tình huống là gì? Nó có thể là làm cho cái bộ phận mà trong đây nó bị giảm, reduce á, có thể là reduce là bị trục trặc gì đó, vậy đó, hiểu rồi ha. Thì ở đây thì mình cũng có những cái kênh khác nhưng mà mình không thể giới thiệu được tại vì mình làm có giới hạn thôi. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu I want into introduction with everyone is my friend of me. Ok, thì những người bạn của mình đã có make friend, thì mình đã có kết bạn đó. Thì các bạn có biết là mình được bao nhiêu người bạn không? How many friends? Oh yeah. Answer is 442, là 442 người bạn rồi. Woo! Đó là một người kỷ lục mới về cái người tỷ số người bạn của mình đó. Thì bạn của mình rất là nhiều, tại vì mình có quen những tất cả người bạn của mình trên thế giới. Ok, thì các bạn có thấy cái hình nãy không? Đó chính là cái phần mình giới thiệu về cái phần tiếp theo đó. Thì sau khi mình giới thiệu này xong thì mình sẽ giới thiệu các bạn biết ha. Ok, bây giờ là first two. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đó các bạn. Đây là một phần trò chơi cũng mang thương hiệu công cộng, nhưng mà nó thuộc thể loại là công cộng dành cho những người bạn. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu introduction with everyone is my Harbun. Ok, Harbun. Oh yeah. Thì đây chính là kênh mà mình vừa tạo và mình vừa trò chuyện, vừa read and talking. Ok, oh yeah. Thì ở đây thì có nhiều cái mục tạo lắm mọi người. Thì mình đã tạo được một cái khu nhà của mình, đó là how me. Ok, how me đây, in here. Rồi thì hôm nay mình có tạo hai cái mục, là một tên mình và một tên mình nhưng mà nó thể hiện from. Ok, this is my house, I don't eat small. Đây là căn phòng của mình mặc dù nó hơi nhỏ. Next, oh yes, next, this is my house is bigger. Big. Đây là căn phòng của mình mà nó mở rộng, mà căn phòng mình rất là lớn, nhưng mà mình chưa xây đủ. Ok,
Yeah, đây là căn phòng hiện tại tạm thời thôi đó. Bây giờ mình nói các bạn biết là cái phần tiền mà mình tạo ở đây, đây tiền của mình đã dành dụm đó, đó money more invest, yeah, rất là nhiều, ready more. Ok, cái người mà mình ở đây đó chính là người bạn mà có thể nói là gì, là một trợ hữu đắc lực của mình á, à, có thể bảo vệ căn phòng của mình không để những người ngoài xâm nhập. Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái phần tổng hợp này thôi, và cái phần tiếp theo mình sẽ thông báo các bạn vào những cái phần dưới, nếu mình có ghi ở dưới phần nhận xét thì mọi người hãy chú ý và bấm vào nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ok, bây giờ là đến lúc mình sẽ ghé thăm câu lạc bộ chủ chốt. Giờ this is my Harbun Club. Ok, đây là trung tâm mà mọi người thường hay đến để mà trò chuyện và làm quen. Ok, talking and nice to meet everyone. Ok, ở đây nó có hiện tên mình ở đây. Welcome back. Happy 2020. Check out the last colors. Grandius or enter the West Hall. Ok, à, đây là cái chỗ trung tâm mà mọi người sẽ đến đầu tiên khi mà mọi người thường tạo cho mình một nhân vật, và mọi người sẽ vào ở đây để mà trò chuyện và kết bạn. Ok, talking and make friends, yes. Bây giờ thì mình sẽ đi đến chỗ này. Đây mọi người, everyone, this is here. Yeah, that's me. Ok, wait. đây là mình đó mọi người, đây là mình nha mọi người. Bây giờ hiện tại thì có một số người ở đây, có một số nhân vật ở đây thì có thể hiện tâm trạng ngủ, biết sao không? Tại vì đây là tổng hợp cho thế giới mà, những người bạn trên thế giới thường là có những múi giờ khác biệt. Thường là ở America thì là sẽ là night, nhưng mà in here, nhưng but here, this here, Vietnam is afternoon. Yes, hiện tại thì Việt Nam hiện tại đang là buổi chiều, bởi vì bây giờ đây là 6 giờ, mặc dù là vẫn còn buổi chiều, chưa có tối hẳn đâu, đó, hiểu không? Chưa sụp tối, đó. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người về những căn phòng khác ha. Ok, đây là mình. Những mọi người, nếu mà mọi người thường hay vào mà có nghe những cái tiếng chuông á, thì đó là tiếng chuông mà báo hiệu là cái này nè, số tiền mình á đang tăng lên á. Mỗi lần mình vào một căn phòng đó thì nó sẽ hiện tăng tiền. Ok, đây có những cái căn phòng mà mình có thể làm việc ở đó luôn. Yes, hiện tại thì mình đã có vào một căn phòng, nhưng mà căn phòng đó là không cho mình làm việc. Bởi vì sao? Nó chỉ cho mình talking và next to meet thôi, chứ không có the job. Yes, là nó cho mình là chỉ trò chuyện và làm hợp tác thôi, chứ không có làm việc đâu. Mình chỉ vô là chỉ làm gì không? Sport. Ha, luyện tập là training á. Sport and training là chỉ vô là gì không? Chỉ là tập luyện thể thao và là không có công việc. Đây, ví dụ như in here. Example in here. Oh yes. Đó, thì đây đến là cái phòng mà tạo đầu tiên. Mình làm quen với một người bạn mà thuộc trong bay luôn. Mình I have friend E to club. Yes. Club sport and ride. Yes. Alright. Okay. Open. Your debut get directed to your school banner on the right. Oh yeah, nó có nghĩa là gì không? Hãy tham gia vào những hoạt động và bạn sẽ có tiền, hay là bạn có thể sẽ tăng vòng ở đây. À, ví dụ như là mình muốn vào một cái trận đá banh, thì đây là cái phần đá banh là mình. Đây, bây giờ mình vào một cái, mình đá một cái view đá bắt đá là đó. Shoot. Go! Yeah. Nếu mà chúng ta shoot và go thì nó sẽ thể hiện ở đây. Mình muốn giới thiệu cho mọi người là đây. Thì cái phần mà mình nó sẽ thể hiện số tiền mà mình đang tăng lên ở đây.
You'll find it is blown taboo. Yes? Yes, you right, controller names. Đây, lên đây bắt game, yes, game. Okay. Tại vì currently underscore of me, no yes, là hiện tại là số điểm mình ở trong đây là chưa được lên, bởi vì mình chưa vào hầm vận động ở đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ tạm dừng ở đây một chút nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về phần của mình trước. Rồi, thì ở đây mình đã ở phần about nè. Ở in about, I have introduction in here. Ok, thì mình đã có giới thiệu đến cái phần Discord ở đây. Discord of me, Reddit of me, Mail of me, Spotify of me, and Miss of me. Ok, thì ở đây mình đã có lưu những cái phần thông tin của mình ở đây. Thì mọi người có thể vào cái phần trang web đây và các bạn có thể sao chép nó lên cái dòng này. Nếu mà ai sử dụng computer, if anyone have used computer, then copy in here and click in here. Ok, thì có thể mọi người sẽ sao chép nó xong mình click ở đây. Ok, thì dạo gần đây thì mình có hơi bận ở trong kia thôi, nên mình nó không có ít khi ra cho mình bận về cái việc trò chuyện với những người bạn mà nó ở trong cái bản Discord này nè. Đây, mình rất là I very busy in Discord. Oh, yes, bởi vì mình rất bận với việc chat ở đây á mọi người. Ok, thì bây giờ thì mình cũng sẽ nói lời tạm biệt. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Have a nice day.